Mâm nhựa mà cái đỏ đỏ xanh xanh ấy. Ok. Thấy đấy không? Thấy đi, nhanh lên, nhanh lên, nó tan hết đá rồi. Để vào đây là nó tan hết đấy. Mình sẽ cho tặng vào cái chậu. Đấy, đây là bát đá của anh em mình nhá mọi người nhá. Đéo như kiểu bartender luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho tặng vào cái chậu. Ý lên rồi mà. Đấy, bây giờ sẽ cho vào cái chậu. Trong vẫn còn, trong rất là khô và sạch. Mình sẽ cho vào cái chậu. Đấy, mình sẽ đặt lại vào cái, đặt lại vào trong tủ đá nhé. Khoảng tầm 1 tiếng để cho nó khô cái mặt này. Đấy, rồi sẽ cho bát đá ra nhé. Cho ra mâm nhựa không nó. Tí nữa thì hỏng kèm. Vỡ bát là thôi. Vỡ bát là dụng nhiều. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ tiến hành làm món sốt mì tôm spaghetti nha anh em nhá. Đúng gọi là mì sốt đá lạnh. Đấy. Mì lạnh nhá mọi người ạ. Mì bát đá. Mì bát đá. Mì tôm bát đá. Cắn cắn cái có trộn đấy. Đó, trộn vào đây. Ngon. Hấp dẫn. Gia vị thì ngon rất nhỉ. Gia vị này. Em thử cho vào trong một chút. Đấy. Ừ, cũng ngon. Trưởng thôn mà ăn đồ xa đọa này, chết dân. Có gì không? Xin mừng bày. Tám giờ tối nay mà định nhá. Xin mừng bày. Linh mới ai chụp với em ấy mà. Điên lần đấy. Lấy đâu ra 20 vé bây giờ, lấy đâu ra 20 nữa. 20 là chỉ ngày xưa thôi. Đấy. Sửa nốt cốt chanh vào trong tôm này. Ngâm. Ngâm một chút. Ngâm lâu hả? Không, ngâm một tí thôi. Không nhiều con chín à? Nó tái, nó gọi là... Rồi, bây giờ bắt đầu trộn... Trộn spaghetti mì nhá anh em nhá. Nghe nó ít ít nhỉ? Hơi ít nhỉ? Nhưng mà được, anh em mình em ăn một ít thôi. Quan trọng là ăn bổ. Món tôm hấp dẫn rồi nhỉ? Tôm, tôm này mà lại còn ăn ở trong bát đá lạnh nữa thì úi dồi ôi. Hơi em sầu luôn. Úi dồi ôi. Ngon. Ok. Nghe nó nuột rồi đấy. Mì mình cũng để nguội để tránh cái trường hợp là nó chảy đá. Ok. Bây giờ sẽ cho sốt đá, sốt đá lạnh nha. Cho thêm gia vị gì không anh? Không, nó có đủ hết rồi. Hoa quả, xoài, xiếc, rau chứ, sống. Ok. Mì tôm bát đá anh em nhá. Mì tôm bát đá. Đây là món mì tôm bát đá nhá. Thơm ngon, mời tất cả đi. Các bạn ăn nhé. Tối nay không mời bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Gắp từng con nào. Đấy, mì tôm, chuẩn mì tôm bát đá. Để ba bốn con nữa. Để. Cho nó chín hẳn nhá mà. Đó. Trộn lên. À, hấp dẫn phết đấy mọi người ạ. Cực
cực kỳ hấp dẫn đấy. Mà đáng nhẽ là mì tôm bắt đá vì chuẩn chỉ. Bỏ hết đồ ra. Đó, đó này. Từ từ, từ từ. Em tôm nó ngấm ra. Vừa ăn vừa phải chảy nước này, cầm lấy. Ướt. Rồi, bỏ ra. Mình có bát to gần gì phải mâm. Rồi, cái này kiên cố hơn. Đấy, xong. Mời mọi người miếng mì tôm bát đá nhá. À, quên tưởng hút được. Không có nước. Được không? Tí nữa nó chảy nước nó hút được. Ui, chảy đá này. Ui, nó đóng kén. Liệu ổn không? Ui, cái dầu mỡ này này. Dính vào đá cháy. Thế là nó đóng luôn này mọi người ạ. Cô đóng lại luôn này. Cô đặt luôn này. Cho nó lạnh cái mì đi đã. Đấy, đấy cũng là cách mọi người có thể lấy dầu mỡ ra nhé mọi người nhé. Người ta dùng giấy thấm, mình cho vài cục đá vào là nó cô lại vớt được luôn. Thôi ông đừng có bốc phét, ông đừng có mồm liều nữa. Mới là mọi người nhá, xem ăn thử món mì bát đá lạnh này xem ok không? Người ta bát đá nóng, mình ăn bát đá lạnh. Liệu ổn không đấy? Tí nữa có Thảo Thảo đến nhà chơi không? Mồm nhét nhét. Bạn này vớt ấy. Cảm giác hay là thế nào? Ăn mì thì giống, vẫn cứ giống vị mì thôi. Nhưng mà nó ăn mát mát. Mời mọi người nhá. Đây là chuẩn xác vừa từ nghĩa đen luôn. Mì tôm bát đá. Đấy em thì chiến quả con tôm này nha. Mì là phải có tôm rồi ạ. Đả cho con tôm này xem ngon không ạ. Ngon quá. Ngon. Ăn cũng ok mọi người ạ. Nó mát mát ạ. Bát đá đẹp không? Thả cá vào đây nuôi rồi đấy. Một mất rồi. Thả cá coi này. Mì tôm cá coi. Anh em muốn ăn mì tôm cá coi không? Để chiều mình làm mì tôm cá coi cho mọi người xem. Bát mì tôm đắt giá nhất. À, bát mì tôm đắt nhất lịch sử. Bát mì tôm 50 triệu. Mời mọi người nhé. Đây là mì tôm ùm. Tấm ủm nữa mọi người nhá. Thật ra là ăn nó hay hay thật. Nó man mát. Nó chẳng có gì đặc biệt ngoài cái bát đá này cả. Đây em thử để ở đây à. Thì khác gì quấn dưới này. Trời lạnh buốt à. Mày muốn lạnh buốt không? Mày có thể vừa ăn vừa gặm đá. Vừa ăn vừa uống nước nữa. Đây. Ăn đúng kiểu mì bát đá nhá. Sao mày chơi? Bây giờ chơi không? Xem thằng nào người cuối cùng ăn mì tôm à? Chơi không? Thế em bỏ trước. Chơi không? Bây giờ nhá. Mà chơi đúng như... Thế em đã mấy miếng căng bù rồi. Bây giờ sẽ đặt con tôm rồi đây. Ăn trong miếng đi. Ăn rồi. Ăn rồi. Nào. Bây giờ sẽ đặt con tôm vào đây. À, cái đít nó tí nó quay này nhá. Quay này. Mà cái đít nó chổng về phía người nào thì người ý ăn okay. Một miếng nào. Được không? Chơi đít nha, chơi đít nha. Mày quay chưa? Quay, anh quay. Nặng hết. Đấy. Nặng gì? Đây, chết nó. Chết. Một miếng nó phải ra trò nhá. Đây, một miếng, đây. Đấy.
Thật ra là nó không ngon đấy, nên là nó kiểu nó lạnh lạnh, mì nó phải ăn nóng mà anh em mình lại ăn lạnh không ngon lắm. Chín chua chưa? Bây giờ cầm tiền không? À có tiền, cho tiền ra đây. Thế nó mới có động lực. Ôi này 2 lít, ai thắng là ăn bao nhiêu? Có bao nhiêu? 80. 80 à? Ok, đây 100 luôn, chốc mày 20. Cầm cốt. Cầm để vào đây. Không được cầm, để vào đây. Ok, đến lượt mình quay nhá mọi người nhá. Cái đít con tôm này. Quay về người nào là người sẽ phải ăn đây nhá. Chia dọc đây nhá. Để chia này ra. Bên nào là người ấy phải ăn, cầm đúng không? Chỉ thắng người mới ăn. Không, không phải chỉ thắng người, chỉ cần sang bên của ai thôi. Không động vào nhá, không tiểu xảo nhá. Dừng, dừng. Bên anh, chắc người bên anh. Chả bên anh. Chết. Thôi chết về bên anh. Đấy. À đi. Được, là tí nữa chết về bên như thế này, bên mời là mời về ăn đấy nhá. Được, thôi được, mình sẽ ăn đâu không? Đấy, đây, một miếng này cũng ok. Bây giờ chơi ra luật lại đi. Phải chỉ cho người gì mới đấy. Không. Chỉ bên nào bên ăn. Okay. Rồi. Ngủ. À, nào bên nào, bên mày nhá, này. Đừng. Bên mày ngu chưa? Quay bên này nào mày đã. Chỉ người ấy nó mới cởi. Không. Đây. Không có thể xin thua mất 80. Ăn uống đàng hoàng mà nhá, chuẩn thôi không được ăn uống kiểu đấy. Nhanh ta bón ra. Ngại lắm. Ăn. Anh cứ quay đi. Quay làm mày làm mình nữa. Xong chưa? Chơi bẩn gì? Chơi bẩn gì? Đúng chuẩn nhá. Đít tôm quay vào màu đấy. Nợ. À, không nợ. Nước bát rồi. Nước bát làm gì? Để đá lắm. À, ok. Ai à, một miếng. Miếng đi đấy là một miếng đấy. Đây. Đây được chưa? Rồi. Rồi đến mày quay đấy. Nào đặt con tôm đàng hoàng vào. Lại ngủ, lại ngủ. Nó không phải. Ai, kìa đây, kìa đây. Đây, miếng to vào lúc nãy rồi. Này, thế thì ta ăn miếng này luôn nhưng đó. Nhưng mà lúc đầu em ăn miếng to. Ngon. Nhưng thấy rất tạc quay. Chết bật. Trời chứ. Ok, ok. Được rồi. Này, ăn vô kia. Không được. Mời anh phải ăn luôn kia đi. Ok. Thế là em quay. Quay không quay luôn. Quay không rồi ăn rồi bỏ cuộc à? Không. Thôi tranh kiếm. Tranh kiếm còn cấp đời vậy. Ngủ.
Nôn thôi luôn. Ngộ chứ ngộ. Không. Không. Ăn hết rồi á. Ăn đi. Ngộ. Này có vẻ làm rơi. Nhìn mẹ nó lớn. Nè nó lớn. Này, nè đây, ăn lại hả? Mình là người chiến thắng. Món này 11/10. 11 điểm mọi người đã. 11/100. Dạ đây, chơi đùa. Chơi vui chứ chơi đùa đâu. Chứ bẩn. Mọi người thấy cái quả bát đảo của anh em mình ác chiến chưa? Gắp lại mấy con tôm để à, kia mà mẹ để cho nó tí nữa lên hấp ăn nó đỡ đỡ phí. Ăn ăn lên tôm cái này nó lạnh lạnh ăn nó hay lắm rồi. Nó chả ngon gì cả. Đây này. Nó có đá quá, nó váng cái dầu mỡ này. Nó chả ngon gì cả. Sống thật lòng với bản thân này. Chả ngon. Vừa đầu ăn miếng đầu chưa ngấm lạnh ấy, thì nó ăn giống như người thường thường. À, ăn nó ngon ngon. Được được được. Bây giờ ta lại cho cái bát đá này vào trong đấy để cho nó đằng đá tiếp. Xong rồi mai làm một món ngon. Mọi người biết món gì không? Trà sữa trân châu. Ôi xưa. Hợp lý hợp lý. Món trà sữa trân châu. À, bát đá. Trân châu xong rồi lại còn cho thêm cả nhiều hoa quả nữa. Trà châu trân châu hoa quả. Rồi, ok giữ lại cho tôm. Còn cái này đưa đây cho cá ăn. Nhà mình có cá gì ăn được cái nào không? Có cá lòng tông. Xót xót. Ăn được mà. Đây cá ăn. Đúng rồi bạn. Cho cá sụp ăn. Ok nha mọi người nha. Clip này mình xin phép kết thúc ở đây đây. Món hôm nay chả ngon thế nào mọi người ạ. Mai mình sẽ làm một món ngon với cái bát đá chưa xong rồi nha. Chào tất cả mọi người nha. Bye.